FD là cho mình trải nghiệm như là bọn mình có thể thành lập được những câu lạc bộ để mà hoạt động. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều cuộc thi. Qua những cuộc thi này bọn mình có thể nâng cao được kỹ năng về học tập hay là những kỹ năng mềm để có ích xấu cho cái hành trang sự nghiệp sau này. Với những bạn của mình là vô địch RESFET năm 2020 thì đấy coi như là một cái dấu mốc về học thuật của bọn mình sau những năm dài. Bọn mình đi thi ở rất là nhiều cuộc thi và mình cảm thấy rất là tự hào về thành tích này. Nhờ vào đại học FPT thì em được phát triển thêm nhiều kỹ năng mềm. Khi mà em đi phỏng vấn xin việc thì nhờ vào những kỹ năng mềm thì em có thấy em tự tin hơn khi phỏng vấn cũng như là giao tiếp với mọi người, đi quân sự. Đúng rồi, bởi vì là khi đó thì tụi em được ở trên Đà Sơn một tháng thì cũng có nhiều quen được nhiều bạn mới cũng như là người bạn thân hiện giờ của em ở đại học. Và cũng có nhiều kỷ niệm khó quen như những hôm nhậu quay lối về chẳng hạn. Ở đại học FPT thì với 4 năm đại học FPT thì vấn đề đầu tiên là về mặt kiến thức, trường đại học FPT đã trang bị cho em rất là đủ về kiến thức về những thứ mà doanh nghiệp cần về ngành IT và cũng như là cho em một cơ hội gọi là được thực tập từ năm 3, thực một cơ hội thực tập rất là sớm để em có thể là tiếp cận với môi trường doanh nghiệp một cách sớm hơn mọi người. Và còn thứ về vấn đề kiểu hoạt động vui chơi, trường FPT có rất là nhiều những cái hoạt động như câu lạc bộ các thứ, đó làm em có thể tham gia và thoải mái open và giao lưu hơn được với nhiều sinh viên. Vấn đề mà khó quay nhất của em đó là kỳ quân sự đầu tiên, nhiều kỷ niệm và rất là nhiều thứ khó quay với tụi em. Thì khi mà mình trải qua 4 năm tại trường thì mình đã được trường tạo rất nhiều cơ hội cho mình được tham gia những cuộc trải nghiệm thực tế cũng như là các chuyến đi dã ngoài với là các bạn trong lớp và được tham gia những câu lạc bộ và được thể hiện những cái gì mà bản thân mình thích. Trong 4 năm vừa qua thì bất kỳ cái điều gì xảy ra ở FPT thì đều là những ý nghĩa rất là khó về mình. Thì điều mà khó làm mình khó quay nhất khi mình được tham gia vào câu lạc bộ nhảy và đó dường như giúp cho mình giải tỏa được năng lượng và giúp cho mình được học tập tốt hơn. Đầu tiên là khi mình vào FPT là mình được biết đến đây là một ngôi trường rất là năng động, bởi vì là có đi quân sự một tháng, ở đây là có những học những môn như võ vô Việt Nam. Môn học thật là thú vị. Điều mình khó quên nhất là đầu tiên là vào đây là mình gặp được nhiều bạn bè là từ bốn phương. Thứ hai là mình vào đây là biết được là rất nhiều người và thấy là nhiều người bạn xinh đẹp ấy, nên mình cũng khó quên lắm.